Cuối cùng thì cũng được về quê ăn Tết rồi. Cả năm giờ làm lụng lại sắp được gặp bố mẹ, gặp cô dì chú bác rồi. Ôi, vui phải biết. Chắc là mẹ cũng đang ngóng mình lắm đây. Và về ngay thôi. Mẹ, con về rồi này. Bình về rồi hả con? Mày quá, tao luôn là nhà cửa về về. Tao cũng không biết xử lý cái đống kia như nào đây. Chỉ có mày ở nhà này mới xử lý rồi nhá. Cái gì? Mẹ nói gì cũng chẳng hiểu gì cả. Xử lý cái gì? Ô hay, tất nhất thì còn cái gì nữa. Nhìn kìa. Thế nhá, xử lý xong cái bộ ghế này thì tao cho lít đồ ra mua đồ dép ra. Này, tí sang nhà người ta chúc Tết, nhớ ngoan ngoãn lễ phép, kính trên nhường dưới, chào hỏi cho đàng hoàng, không bằng tiếng tao ra. Ui, bố yên tâm, cái đấy dễ được mà. Xin chào hai bố con. Chào chú. Ôi, con trai đó đấy á, lớn quá à. Pinh, vào chào mọi người, chơi với các bạn để bố vào đây nói chuyện với chú một chút nhá. Pinh ra chơi với mọi người nhá. Ai, ông ạ, xin chào nhá. Nhìn ông này chắc là cũng chạc chạc tuổi tôi đúng không? Rất vui được làm quen nhá. Ăn nói cẩn thận. Sao đấy? Nhìn tao này thôi, mai bế bằng tuổi banh của chú mày đấy. Xưng hô đúng vào. Ôi, thôi chết. Em nhầm. Thôi, cho em xin lỗi nhá. Em chào anh ạ. Vừa vào vừa vật. Ảo thật đấy. Chả hiểu kiểu gì. Này, thằng cu này. Mày nhìn anh mày đây mà không chào hả? Mày có khi chạc tuổi cháu tao. Tao là Pinh nhá, con chú Po, ok chưa? Mấy tuổi rồi, hóa là mấy rồi? Dây lì xì cho. Đúng là gọi cũng thành phố ấy, không biết phép tao gì cả. Nhìn tao thì học hè thôi, nhưng mà xét theo bài vế, tao là ông trẻ mày đấy con ạ. Tao là ông trẻ mày đấy con ạ. Thì còn nào không? Mẹ tí này đã là ông trẻ rồi. Quán của gì ảo thế nhở? Còn chưa chào bản dây con này. Cháu không biết. Cháu ông trẻ ạ. Thành con vớ va vớ vẩn. Nhảo nhở? Chả hiểu kiểu gì. Trông mặt quá. Thôi, đi vệ sinh đã. Ông ơi, cháu đâu ạ? Ông ơi cho cháu hỏi là nhà vệ sinh ở đâu ạ? Ông cái gì mà ông? Theo vai bế thì chú là chú của cháu đấy, chú Binh ạ. Ôi giời, sao Tết nét một mình thế nhỉ? Trong mắt của mày. Bình! Dạ? Xuống đi lên, có cô Bảy đến chơi đấy. Cô Bảy á? Chào cô. Pinh nhỉ? Dạo này lớn phết nhỉ? Thế
Người yêu của cháu đâu? Về ra mắt gia đình rồi còn cưới nữa chứ, thế định bao giờ cưới? Bao tuổi mày là cái làng này á, cưới vợ cưới con hết rồi. Thế công việc thế nào rồi? Lương tháng bao nhiêu? Năm nay thưởng Tết bao nhiêu? Bao giờ mua nhà mua xe? Xuất được ăn mì tôm rồi. Tết này sống rồi. Xin chúc các bạn có một năm 2022 tràn đầy niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Đừng quên subscribe cho mình nha.